Kính thưa tổng đoàn phục vụ, nghi thức chiều thứ sáu thánh gồm ba phần: phục vụ lời Chúa, nghi thức kính thờ thánh giá và nghiệp lễ, bày tỏ mầu nhiệm cao cả phốt vời Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Hầu hết chúng ta nhận được các giáo dục đức tin của thời Trung Cổ, chú trọng đến lý trí để hiểu giáo lý và ý chí để thực thi lề luật, hơn là chú ý đến con tim và tình yêu, ân sủng và kinh nghiệm. Một người có thể sống đạo rất tốt, nhưng trái tim vẫn có thể đi hoang. Yêu thế gian hơn yêu Chúa, vạn lần tuyên xưng Chúa yêu ta, chết vì ta, nhưng chưa hẳn cảm được tình yêu Chúa và trái tim mở ra yêu mến Ngài. Chỉ nhờ ân sủng Chúa ban, chúng ta mới có thể chạm đến tình yêu Chúa, cảm được Chúa yêu ta và ta thật sự yêu mến Ngài. Nghi thức chiều thứ sáu dìm chúng ta trong bầu khí tình yêu tột cùng của Chúa, Đấng đã yêu tôi và hiến mạng vì tôi, để nhờ cái chết của Ngài mà ta được cứu độ, được giải thoát khỏi tội lỗi, trở nên con cái Chúa và hưởng vinh phúc đời đời. Tất cả sẽ chỉ là nghi thức suông nếu Thánh Thần không tác động tâm hồn ta. Nghi thức chiều nay đưa chúng ta đến chân thập giá, chiêm ngắm cái chết thương đau của Chúa. Từ trên cao, trái tim của Đấng chịu đóng đinh mở ra như ngỏ với ta. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Xin Thánh Thần mở rộng tâm hồn mỗi người chúng ta trong phút giây này, để mầu nhiệm tình yêu tột cùng của Thiên Chúa lôi kéo con tim và phủ lấp trọn con người ta, để ta không còn là kẻ qua đường dừng dưng, mà trở nên người bạn, người yêu, người say mê đứng chịu đóng đinh. Từ đây chúng ta chuẩn bị tâm hồn xứng hợp để lãnh ơn toàn sáng. Kính mời cộng đoàn đứng. Cộng đoàn chúng ta cùng hợp với linh mục chủ sự hồi tâm và cầu nguyện trong thinh lặng. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho con một Chúa đồ mau đào trên thập giá để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua. Xin đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thăm hoa và che chở đoàn con luôn mãi.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài ca đầy cảm xúc của tiên tri Isaiah chiều nay diễn tả hình ảnh người tôi tớ phải gánh chịu những đau thương tủi nhục cho nhân loại. Hình ảnh này hướng chúng ta về Đức Kitô, đấng đã mang lấy những tội lỗi và đau khổ đau của chúng ta và đưa nó lên thập giá. Bài chúc phúc tiên tri Isaiah: Này tôi tớ ta sẽ được cao mình, sẽ được vinh thăng tấn phát, cao cả tuyệt vời, cũng như nhiều người khác đã kinh ngạc vì thấy người tàn tạ mất hết vẻ người, dung nhan người cũng không còn nữa. Cũng thế, muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người, vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình chưa hề được nghe. Ai mà tin được điều chúng ta nói? Vì Chúa đã tỏ ra sức mạnh cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một rễ cây từ đất khô khan. Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài để chúng ta yêu thích. Bị người đời khinh rẻ như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh rẻ. Bởi đó chúng ta kể chi đến người? Thực sự người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại coi người như kẻ phong tùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc khổ. Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người đã lấy hình phạt chúng ta được bình an, vì bởi thương tích mà những ai đã được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên kiều, mỗi người một ngả. Chúa đã chất trên người tội ác của tất cả chúng ta. Người hiến thân vì người tình nguyện và không mở miệng như con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước mặt người kém lông. Người thinh lặng chẳng hé môi, do cưỡng bắt và án lệnh, người đã bị tiêu diệt. Ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa? Bởi vì người đã bị khai trừ khỏi đất người sống. Vì tội lỗi chúng ta, ta đã phạt người. Người đã được đặt mồ người giữa những kẻ gian ác. Nhưng khi chết, người được chôn giữa kẻ giàu sang, mặc dầu người đã không làm chi bất chánh và miệng người không nói lời gian dối. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi chuộc tội, và nhờ người ý định sẽ được thành tựu. Đời lỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn nhờ sự thông biết. Tôi tớ công chứng của ta sẽ công chứng hóa nhiều người, sẽ gánh lên những tội ác của họ. Bởi đó ta trao phó nhiều dân cho người. Người sẽ chiến chiến lợi phẩm với những người hùng mạnh, bởi vì người đã hiến thân chịu chết và bị tiêu diệt làm phạm nhân. Người đã mang lấy tội của nhiều người và đã cầu bầu cho các phạm nhân. Đó là lời Chúa.
Các
người tìm ai. Chúng thưa là ta đây, dù đã đến phản bội cũng đứng đây với chúng. Người vừa nói chính là ta đây, thì chúng lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng một lần nữa rằng, đang người tìm ai? Chúng vừa nào, nếu tôi nói phải thì sao lại đánh
một tên đầy tớ vì thượng tế, có họ với người đầy tớ bị Phêrô chém đứt tay. Bảo Phêrô rằng: tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn với ông ấy sao? Một lần nữa Phêrô lại trôi và tớ thì gà liền ngay. Bây giờ họ rồi chúng vả mặt người, Phi-la-tô trở lại.
dân Do Thái trả lời rằng: Nhưng
ao lon không có đường mây, và là tấm nguyên từ trên xuống dưới, chung liền bao nhau là ngày ác lệ và không muốn để sát trên thập giá trong ngày sa ban, vì là ngày đại lễ người Do Thái xin Pilato cho đăng dập ống chân những người bị tử hình và tháo sam xuống. Bọn linh liền đến đăng dập ống chân người thứ nhất, rồi người thứ hai, cả hai cùng bị đóng đinh với người. Đến gần Chúa Giêsu thấy người đã chết, chúng không đánh dập ống chân người nữa, nhưng có một tên linh lấy ngọn mang mà đâm vào cạnh sườn, tức thì nương vào máu chảy ra. Kẻ đã xem thấy việc này đã làm chứng, và chứng của người thì thật, và người ấy biết rằng mình đã nói thật, để anh em cùng tin. Mọi việc đó xảy ra là để chọn lời kinh thánh rằng người ta chẳng đang dập cái xương nào của người. Và lời này rằng chúng nhìn xem người chôn đã đâm, kế đó Giuse Arimathea, một môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng là môn đệ trong bóng tối, vì sợ người Do Thái, đến xin Pilato cho tháo xác Chúa Giêsu xuống. Pilato cho phép, ông liền đến và cất xả người. Nicodemo cũng đến, ông này trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm,
ông mang một bình trộn dầu và hương thơm đổ trăm quan. Họ hạ sẵn Chúa Giêsu xuống, sức thuốc thơm và liệm trong tay, theo thánh thức người Do Thái thường làm. Ở chỗ Chúa Giêsu bị đóng đinh có một cửa vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn hơi chưa chôn cất người nào, vì là ngày dọn lễ của người Do Thái, và vì ngôi mộ ấy rất gần nên họ an táng người ở đó. Đó là lời Chúa. Hôm nay là ngày thứ sáu tuần thánh. Ngày giờ này cách đây 2000 năm, Chúa Giêsu mỗi lời Thiên Chúa làm người đã chịu đau khổ, chịu đóng đinh trên thập giá, đã chết để nên giá cứu độ cho chúng ta. Bởi vậy ngày này cũng như giờ hôm nay, cộng đoàn chúng ta cùng với tất cả giáo hội nhiều nơi họp lại để cử hành tôn kính thánh danh Chúa. Các buổi cử hành hôm nay thì đang làm cho chúng ta ghi rõ, đó chính là cùng lắng nghe bài hương khó của Chúa, cùng dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện, và đặc biệt là phần suy tôn thánh danh. Thập giá là hình phạt ghê rợn mà người Roma đã áp dụng để cho những công dân trong những đất nước bị đổ bộ. Nhưng thập giá lại trở thành ơn cứu độ cho chúng ta, vì đã đóng đinh một người, người đó chính là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người. Các bài đọc lời Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta nghe về sự đau khổ, về sự vâng phục, và về ý nghĩa giá trị ơn cứu độ của thập giá. Thập giá hay đau khổ là một điều mà con người thường là lẩn tránh hay là lo âu, thậm chí sợ hãi khi phải đối mặt. Nhưng đấy lại là số phận tất nhiên của một kiếp người. Có những đau khổ do bệnh tật, có những đau khổ do tai ương, tai nạn bất chắc xảy đến, nhiều hình thức đau khổ. Và những đau khổ như là những gánh nặng bằng lên trên lưng, trên vai, trên cổ con người. Đau khổ làm cho người ta bị tổn thương bên ngoài thể xác, bên trong tâm hồn. Đau khổ làm cho người ta bị méo mó, có khi biến dạng. Hình ảnh đau khổ làm cho con người méo mó biến dạng, thậm chí là thay đổi hình dạng không thể nhận ra, cũng đã được diễn tả trong bài đọc thứ nhất. Sách tiên tri Isaiah nói với chúng ta: người tàn tạ mất hết vẻ người, dung nhan người không còn nữa, người cũng chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài để chúng ta yêu thích. Đấy chính là hình ảnh báo trước về người tôi tớ đau khổ, chính là Đức Giêsu Kitô. Bởi người mang lấy sự yếu đuối của chúng ta, sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta. Việc hiến thân này người làm một cách hoàn toàn tự nguyện và vâng theo thánh y cha. Bài đọc thứ hai trong thư Do Thái viết rằng: dầu là con Thiên Chúa, người đã chọn vâng phục do những đau khổ người chịu, để rồi nhờ sự vâng phục đó, người đón nhận đau khổ đó mà người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những ai tùng phục người. Chúa Giêsu đã vâng phục Chúa Cha, và Ngài dạy chúng ta bài học vâng phục.
Bài tin mừng thì ghi lại cuộc thương khó của Chúa. Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó một cách tự nguyện. Khi mà đám đông cùng với các thượng tế binh lính Do Thái đền thờ đi tìm Chúa trong vực cây rồng, thì chính Chúa đã chủ động: các ngươi tìm ai? Và chính Chúa sau khi nghe họ nói tìm Giêsu Nazareth cũng đã trả lời: chính là ta đây. Chúa Giêsu đi bằng cuộc thương khó. Ngài là một đấng quyền năng, một lời ngài phán: chính là ta đây, mà quân lính mọi người kẻ ra hết xuống đất. Phải chúng ta nói thêm một lời nữa cho nó chui hết xuống đất, đúng không? Bởi quyền năng cả thế giới vũ trụ một lời mà không, thì huống chi là mấy con người thụ tạng giờ đây đi lùng tìm bắt Chúa. Nhưng mà quả thực Chúa đã tự nguyện tự trao nộp mình để cho con người với góc tâm muốn giết hại. Và từ cuộc khổ nạn rất đau đớn của Chúa, Chúa đã chết để nên giá cứu độ cho nhân loại. Ngài chuộc lại cái tội của Adam xưa mà chúng ta sẽ nghe trong bài phục sinh tết công bố tin mừng phục sinh vào đêm và phục sinh thứ bảy ngày mai. Kính thưa cộng đoàn, nhìn vào hành trình hay là cuộc thương khó của Chúa chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều nhân vật có đám đông dân chúng, những con người mà ít hôm trước, những thời gian Chúa rao giảng, Chúa đã từng loan báo tin mừng cho họ. Ngài cũng đã chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, thậm chí cả những người đã chết được sống lại, những người thụ ơn của Ngài. Nhưng mà hôm nay họ đã thay lòng đổi dạ. Trong khi Pilato, một tổng dân La Mã, không thấy nơi Chúa Giêsu có điều gì đáng lên án, và thậm chí còn tìm mọi cách để tha cho Chúa, nhưng mà dân chúng vẫn hồ to: đóng đinh nó bằng thập giá. Rồi cũng dồn Pilato vào việc phải lên án. Khi mà có thể nói là đặc chuyện, người này tự xưng là hoàng đế. Nếu ông không xử người này thì ông không phải là người nghĩa thiết với hoàng đế, bởi vì người nào xưng mình là vua thì là kẻ thù của vua. Thì là con trước áp lực, trước đám đông, và có thể nói là trước sự sắp ảnh hưởng, trước ghế quyền lực, ông đã xử một cái bài bản mà chính ông biết rằng bất công. Nơi thứ nhất, quan thủ là cầu luận giết Chúa Giêsu, ông phải rửa tay: ta không, có thể nói ta vô tội, hay là ta không có can chi đến bản án người này, mặc dù ông đã xử. Vì là chiều lòng người Do Thái, một cái đám đông vô ơn thay lòng đổi dạ. Rồi chúng ta cũng thấy ngay cả các tông đồ môn đệ Chúa cũng bỏ chạy. Phêrô cũng còn chối không nhận mình là môn đệ Chúa đến 3 lần. Nhìn vào hành trình thập giá Chúa, chúng ta cũng thấy một số nhân vật mà trong đoạn cuối nói với chúng ta, đó là Đức Maria, chẳng hạn như là Gioan, hay bà Maria Cleophas là chị em với mẹ người, và Maria Magdalena, những người này đã trung thành đi theo Chúa dưới chân thập giá luôn. Và chính mẹ Maria đã được Chúa Giêsu phó cho Thánh Gioan, mà cũng Thánh Gioan được phó cho cụ mẹ: đây là con mẹ, đây là mẹ con. Xin cho mỗi người chúng ta khi tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, khi tôn kính Thánh Giá nơi treo đấng cứu độ chúng ta, chúng ta cũng hiệp thông với những đau khổ của Ngài trong những việc chu toàn bổn phận, đón nhận những trái ý, những đau khổ trong cuộc sống đem lại, để nhờ đã hiệp thông tham dự những cử hành mầu nhiệm thương góp của Chúa, nhờ đã vâng phục theo gương Chúa, đón nhận những thập giá trong cuộc đời của mình, trung thành bước đi theo Chúa đến cùng, chúng ta cũng sẽ được thông phần vào sự phục sinh vinh quang với người. Amen.
Mọi công nghiệp và ân phúc cứu độ đều bởi giá máu của Đức Kitô. Vì thế, giờ đây Hội Thánh nhờ trung gian của Chúa Giêsu và công nghiệp của Ngài để dâng lời cầu xin cho những nhu cầu của mình và của nhân loại. Kính mời cộng đoàn đứng. Cầu cho Hội Thánh. Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa, xin cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lạc nghiệp, hầu tôn vinh Người là Cha toàn năng. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô là đấng yêu thương đầy đựng hội thánh Chúa. Vui xin Chúa bảo vệ giữ gìn để hội thánh đang hiện diện khắp nơi luôn tin kính một niềm mà xưng tụng danh thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho Đức Thánh Cha. Ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha Francisco, xin Chúa đã chọn người giữa hàng giám mục, xin Chúa cũng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân thánh. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn quỳ. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự các khôn ngoan lạ lùng, xin Chúa đã tuyên chọn Đức Thánh Cha Francisco và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà ân cần săn sóc giữ gìn người để nhờ người đức tin của mọi người tin hữu luôn bền vững sắc son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho hàng giáo sĩ và giáo dân. Ta hãy cầu cho Đức Giám Mục Gioan giáo phận chúng ta, cho hàng giám mục, linh mục, phó tế, cũng như mọi người phục vụ dân thánh và toàn thể cộng đoàn tín hữu khắp địa cầu. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa thánh thần Chúa luôn hướng dẫn và thăng hoa toàn thể hội thánh. Nay chúng con tha thiết nguyện cầu, xin Chúa thương cho mỗi thành phần hội thánh biết theo ơn đặc sủng Chúa ban để trung thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho dự tòng. Ta hãy cầu cho anh chị em dự tòng có mặt nơi đây, xin Chúa thân soi sáng tâm hồn họ để họ được hiểu biết Chúa hơn. Xin Người mở đường từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí tích cánh tẩy để họ được thứ tha tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Kitô. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm cho hội thánh không ngừng sinh thêm nhiều con cái, xin cho anh chị em dư tòng được thêm lòng tin và hiểu biết Chúa hơn, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy và gia nhập đoàn nghĩa tử của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho các Kitô hữu được hợp nhất. Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Kitô và đang cố gắng sống theo sự thật, xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả cho hội thánh duy nhất của Người. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn đứng.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn làm cho những ai như tăng được trở về đoàn tụ và những kẻ xung bày được luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Kitô và cho mọi người đã lãnh nhận đi đến thăm Tây được mãi mãi đoàn kết với nhau nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn và chia sẻ một đức ai vững bền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho người Do Thái. Ta hãy cầu cho người Do Thái. Xin cho cha ông họ là những người đầu tiên đã được nghe lời Chúa phán dạy. Giờ đây, xin giúp làm cho họ ngày càng mến yêu danh Thánh Chúa và trung thành với giao ước của người. Kính mời cộng đoàn cùng. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho tổ phụ Abraham và con cháu của người. Xin Chúa thương nghe lời hội thánh cầu nguyện cho dân tộc Chúa đã chọn xưa kia cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ viên mãn của Đức Kitô đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Cầu cho những người ngoài Kitô giáo. Ta hãy cầu cho những người ngoài Kitô giáo. Xin cho Thánh Thần soi sáng dẫn đưa họ vào đường cứu độ. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người tuy không tin vào Đức Kitô nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lần được hồng ân tìm thấy chân lý, xin cùng ban cho chân chúng con ngày càng biết tương thân tương ai và thiết tha sống kết hợp với Chúa để trước mặt thế gian chúng con có thể minh chứng rằng Chúa chính là tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho những người vô thần. Ta hãy cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa nhưng vẫn sống theo lương tâm nay này. Xin cho họ một ngày kia được gặp thấy người. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến cho người chỉ được bình an khi đã gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế gian, dù đang sống giữa muôn vàn nghịch cảnh, vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa và khi thấy các tín hữu sống đời bác ai yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận khi coi Chúa là Thiên Chúa đích thực và là Cha của hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thương soi chứ mở lòng để họ biết hành động theo thánh ý mà tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người và bảo vệ quyền lợi của dân dân các nước. Xin nghe ban nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh vượng và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho những người đau khổ. Anh chị em thân mến, tái cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, dù lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan xiềng xích, giữ gìn lữ khách được bình an, đưa kẻ can hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn đứng.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu ưu, Chúa hằng an nuôi kẻ ưu phiền, ban sức mạnh cho người bất ba lầm than. Xin nghe tin nhân loại khổ đau ban này Chúa, và ban cho những người lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa luôn nhân hậu phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây là nghi thức kính thờ thánh giá Chúa Giêsu. Giáo hội biểu lộ lòng tôn thờ Đức Kitô, đấng đã dùng cái chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Với tất cả lòng tin yêu, chúng ta cùng sốt sắng kính thờ thánh giá. Xin mời cộng đoàn hướng về cuối nhà thờ. Đây là cây thập giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn đứng. Đây là cây thập giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn đứng. Đây là cây thập giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Kính mời cộng đoàn quỳ. Kính mời cộng đoàn đứng. Sau đây là nghi thức hôn kính thánh giá. Xin kính mời quý cha khai mạc nghi thức tôn kính thánh giá. Sau quý cha, xin kính mời quý vị, đoàn tông đồ, quý cụ, quý chức cùng lên hôn kính thánh giá. Xin cộng đoàn hôn chân Chúa vào giờ ngày mai từ 4 giờ sáng cho đến 16 giờ chiều. Chúng con xin hãy tha thứ anh ta.
vì nhờ người chúng con giải thoát được sống vinh hiển trong niềm vui vô biên. Chúng con xin ban lời thầy thánh sơn, chúng con xin ban lời vui muôn đời. Vì nhờ
kính mời đồng đoàn đến để cung kính thánh thần. Chúng ta vừa cùng nhau tham dự nghi thức tôn thờ thánh giá Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây giáo hội mời gọi chúng ta sốt sắng đón nhận Ngài trong bí tích thánh thể. Nhờ đó chúng ta được tham dự trọn vẹn vào hiến tế cứu độ của Ngài. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giáng nguyện rằng:
Thank you.
bao nhiêu giật vui hình hài ôi đẫm máu hy sinh trước tôi chỉ là nỗi thương đau yêu thương loài người để rồi thân giá rời ai hay tình ai đã chỉ trên đơn đau trời u tối của tội lỗi và sự chết.